giả của đài Sài Gòn TV. Cái đáng nghĩa là chúng tôi kết thúc cái cuốn Khi Động Binh Nhảy Vào vào cái thời điểm 65 thôi. Nhưng mà tại vì mấy năm nay thì cái tình hình Biển Đông nó quá đau đớn, nó quá sôi động, là có nhiều chuyện nó đang xảy ra và có nhiều chuyện chúng tôi lại tìm kiếm được thêm, thì chúng tôi viết tiếp cái phần đó là cái rất quan trọng, một phần cũng khá dài và nó cover. Thì cô vừa mới mang ra đến cái dữ kiện quan trọng. À, thứ nhất là cái chuyện vào 1969, đúng rồi, bây giờ tôi nhớ 69 nữa, là cái lúc đó chúng tôi đang ở Washington, thì báo chí Washington Post TV chiếu ngoài tình hình ở biên giới Liên Xô với Trung Cộng rất căng thẳng và có thể có chiến tranh đó. Thì sau này nghiên cứu bây giờ thật kỹ đi vào lịch sử thì mới thấy rõ ràng là năm 69 Liên Xô định tấn công nguyên tử Trung Cộng là vì cái chiến tranh biên giới vùng Siberia này, vùng Tân Cương với này kia, mà bây giờ vẫn còn đang bị chứ chưa xong đâu. Thì là Trung Quốc, Liên Xô định là lúc bây giờ Trung Quốc mới đang là thí nghiệm, đang là sửa soạn làm bom nguyên tử chứ chưa có nguyên tử, thì định là Trung Quốc định tấn công với cái chỗ đó ngay. Đấy, thì Trung Quốc hỏi thẳng, Liên Xô hỏi thẳng Mỹ, chúng tôi tấn công Trung Quốc, ông có đồng ý không? Câu trả lời là không. Đó, thầy cứu Trung Quốc rồi lại tìm mọi cách gửi phái đoàn sang Trung Quốc với ông Mao Trạch Đông, rồi mở cửa buôn ba, mở cửa du lịch, đánh đàn các thứ, thì đưa dấu hiệu rất rõ là không. Và thì thành thử ra cái đó chúng tôi viết cả một cái chương đó, tức là đã thoát nạn nhờ Kissinger và Nixon. Thì thưa cô đó, còn cái câu hỏi thứ hai đó thì nó rất dài đó, nhưng mà chúng tôi rất là gọi là impressed, rất là ấn tượng cách đây 2 năm mới tìm ra rõ ràng về cái trận Hoàng Sa. Hầu hết chúng ta chỉ biết là cái trận Hoàng Sa là Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng để mà hy sinh sương máu để mà giữ, mà lúc đó, đó là hết viện trợ rồi đấy, là năm 74 đấy, là tháng 1 74, ngày 19 tháng 1 74 là trận Hoàng Sa. Thì cái chuyện đó thì đã rõ rồi, nhưng mà chúng tôi cũng kể lại thôi. Ông Nguyễn Văn Thiệu, ông ra tận Đà Nẵng, ông ấy ra lệnh cho ông Hồ Văn Kỳ Thoại là đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại để mà là tư lệnh quân hai đó. Ông viết bằng tay là phải chiến đấu để mà giữ lại từng tấc đất. Thì khi mà chúng tôi hỏi ông ấy ở London ấy, tôi bảo thưa Tổng thống, đầu năm 74 thì ông có hỏi tôi là về cái, ông phải cho tôi biết thực sự, đừng có nói gì hết, đã nói thẳng ra cho tôi biết là cái tình hình quân sự hiện thời bây giờ vào cái điểm này. Thì lúc giờ tôi không hiểu, tôi bảo thưa Tổng thống thì về đạn dược thì chắc là tôi không biết, về quân viện trước thời kia thì hỏi thử, chắc là đại tướng viên là đầy đủ rồi, nhưng mà về tiền bạc là hết, sắp hết rồi, tại vì Quốc hội cắt mạnh lắm. Thì ông ấy suy nghĩ, thì hóa ra là ông quyết định có đánh hay không, tức là có quyết định đánh. Xong rồi thì tôi hỏi câu đó thì ông nói thế này, ông nhìn tôi, ông bảo tôi còn định đi thêm bước nữa. Ông nói xong cái mắt ông ấy nhắm lại rồi ông ấy lắc lắc, tôi thấy ông ủ sầu quá, tự nhiên có một cái gì. Thì mình đang nói chuyện với ông thì tôi không dám push thêm nữa, tôi mới đổi sang chuyện khác nói cho nó vui. Thì sau này tôi có hỏi nhiều người thì nghe tin rằng ông ấy có ra lệnh cho không quân phản kích ngay, tức là buổi tối ngày 19 hải quân đã đánh trận xong rồi mà đã bắn hạ được cái tàu chiến của Trung Quốc và mình thiệt hại rất nhiều đó. Thì tưởng là xong rồi, không có, ông ấy ra lệnh cho không quân. Thì tôi nghe thoáng vậy thôi. Nhưng mà cách đây 2 năm tôi lại may mắn tìm được một cái mật điện của Bộ Ngoại giao ngày 19 tháng 1 năm 74 là cái buổi tối cái trận Hoàng Sa. Gửi Bộ Ngoại giao Kissinger gửi cho đại sứ Rambaptin. Mà tôi có cái điện đó in lại cả tiếng Anh ở trong cuốn sách này. Thì đại khái nó rất dài, đại khái là nói với ông Bạc Tênh là thôi, ông can cái ông Thiệu này đi, đừng có mà gồng mình nữa, cooling down, cooling the situation, hạ nhiệt đi. Đấy. Thứ hai, mở ngoặc, đừng có đụng độ với Trung Quốc về mấy cái hòn đảo này. Tôi giật mình lên, tôi không ngờ đồng minh là như thế. Và thứ ba, đấy, cái này mới quan trọng, Hoa Kỳ sẽ
thông tin cho giới truyền thông, tức là nói cho cả thế giới mà sự thật là nói cho Trung Cộng nghe. Hai điểm. Thứ nhất, Hoa Kỳ không có dính líu gì vào cái chuyện Hoàng Sa này. Mà sự thật ông Thiệu không cho họ biết nữa. Thứ hai, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng mở ngoặc ra lệnh cho Hải quân Mỹ phải ra khỏi vùng tranh chấp ngay. Đấy. Đấy thì thưa cô thì cái vô cùng đau đớn, mà tôi nghĩ rằng cái mật điện này là rất quan trọng đối với lịch sử. Tư vì như vậy đó thì cái trận Hoàng Sa không những là để bảo vệ chủ quyền Việt Nam, mà nó có ý nghĩa sâu xa là chặn cái cửa Trung Cộng xuống Biển Đông. Mà đến lúc Mỹ không làm gì cả mà lại còn tuyên bố ra chúng tôi không có dính líu gì, cái đó là chuyện ông Thiệu vớ vẩn này kia, thì ông Trung Quốc ông biết chắc quá rồi. Thì ông Thiệu ông sau cùng ông mới nói với chúng tôi là trận Hoàng Sa là Trung Cộng muốn thử xem Mỹ có còn quay lại hay không. Đấy, thì thấy là vui vẻ quá mà lại còn tuyên bố như vậy đó, thì là Trung Quốc thì thủng thẳng đi xuống thôi, mở cửa đó, thì trước khi đó đã mở cái cửa trên chỗ Đài Loan ở trên này một tí nữa, nhưng mà mở thẳng là từ trận Hoàng Sa. Thì từ đó thì trước đó thì Trung Quốc 100 chỉ đi lại lại cái vùng đó khoảng 3 lần 4 lần, còn sau này thì bây giờ thì như cô biết rồi, thì Trung Quốc là như vậy đó. Thì sau khi như vậy đó thì ông biết ông cái gì nữa, ông 1973 the year of Europe là năm của Âu Châu rồi, thôi quay mặt lại Thái Bình Dương, bỏ Thái Bình Dương quay mặt đi. Đấy, thì thử ra bây giờ cô biết là có cái lỗ hổng ở Thái Bình Dương, thì có lỗ hổng thì ông Trung Quốc ông ấy nhồi vào lỗ hổng thôi.